Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các chị em một cái phương pháp điều trị bệnh phụ khoa tại nhà rất là đơn giản, đó là điều trị phụ khoa bằng tỏi các chị nhé. Theo đông y thì tỏi có vị cay này, tính ấm và có cái tác dụng là hỗ trợ điều trị phòng ngừa các cái bệnh phụ khoa, trong đó có viêm âm đạo nhé. Tỏi chính là một cái vị thuốc trong y học cổ truyền dân gian và rất là lâu đời rồi, không chỉ có cái tính hành khí tiêu tích và mà tỏi nó còn có thể là có cái tính sát trùng này, giải độc này. Đồng thời tỏi còn có cái tác dụng là ức chế các loại nấm gây bệnh và các cái vi khuẩn. Đặc biệt hơn nữa là trong cái thành phần chính của tỏi nó chứa cái chất kháng sinh acylin và cái hợp chất sulfur, nên là khi mà chúng ta bị viêm âm đạo thì có thể điều trị bằng tỏi nhé. Khi chúng ta bị viêm âm đạo có thể điều trị bằng tỏi và có cái công năng là diệt khuẩn rất là mạnh. Và chữa viêm âm đạo bằng tỏi là một cái mẹo rất là phổ biến và rất là dễ thực hiện, và được chị rất là nhiều chị em dỉ tai nhau do cái tính chất thông dụng và trong đời sống hàng ngày của tỏi. Và các cái cách chữa bệnh viêm âm đạo bằng tỏi thông thường như thế nào thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ video này nhé. Khi chị em bị viêm âm đạo thường áp dụng những cái phương pháp mang cái tính tiện lợi như là tỏi để điều trị, và chữa viêm âm đạo bằng tỏi là một trong những cái mẹo dân gian được rất là nhiều chị em chia sẻ. Và dưới đây thì em sẽ chia sẻ với các chị là 4 cách chữa viêm âm đạo bằng tỏi thông dụng nhất hiện nay nhé. Thứ nhất đó là chúng ta chữa viêm âm đạo bằng tỏi bằng cách là bổ sung tỏi trong cái thành phần trong cái bữa ăn thông dụng hàng ngày, sử dụng tỏi trong bữa ăn hàng ngày đấy ạ. Chúng ta sẽ bổ sung thêm tỏi vào cái chế độ ăn uống hàng ngày bằng là cách rất là thông dụng để chữa viêm âm đạo bằng tỏi. Và trong bữa ăn hàng ngày thì các bạn có thể lấy 1 đến 2 nhánh tỏi tươi. Tỏi tươi các chị nhé. Lấy tỏi tươi và đã làm sạch, và chúng ta sử dụng tỏi để có thể là ăn sống này, để nhằm tăng cái sức đề kháng cho bản thân. Hoặc là nếu chúng ta khó ăn sống thì chúng ta có thể chế biến vào thức ăn như các món xào này, và các món lấu và các món nướng. Khi mà chúng ta thêm tỏi vào các cái chế độ ăn như vậy thì sẽ giúp các bạn tăng cái khả năng miễn dịch của toàn bộ cơ thể. Và khi sức đề kháng của chúng ta tăng lên thì nó sẽ giúp phần nào cho chúng ta có thêm những cái sức khỏe và phòng tránh được các cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Chúng ta kiên trì sử dụng hàng ngày thì là sẽ có tiến triển hiệu quả rất là tốt nhé. Và cái cách thứ hai nữa đó là chúng ta sử dụng tỏi để chúng ta pha nước uống chữa viêm âm đạo. Ngoài cái việc ăn tỏi tươi ra thì nếu như chúng ta cảm thấy là khó ăn sống, và chị em có thể chúng ta sử dụng cái nước ép tỏi, thực hiện như vậy mỗi ngày thì sẽ giúp chị em đạt được kết quả rất là tốt. Chúng ta cần chuẩn bị đó là khoảng tầm 3 đến 5 nhánh tỏi sống còn tươi đấy ạ, và 200ml nước sôi, nước đun sôi để chúng ta sử dụng để uống nhé. Các chị em chúng ta sẽ bóc cái củ tỏi này, lấy 3 đến 4 nhánh và chúng ta rửa sạch. Sau đó thì khi mà chúng ta đã làm sạch tỏi rồi thì chị em chúng ta sẽ lấy những cái nhánh tỏi để chúng ta giã nhuyễn này và xay, hoặc là có thể là xay lấy cốt tỏi, và sau khi chúng ta đã làm sạch tỏi sống thì chúng ta lên giã hoặc là xay nhuyễn thì sẽ, hoặc là chúng ta cắt lát nhỏ cái tỏi như vậy, thì là trước khi pha với nước thì chúng ta điều trị được cái viêm âm đạo rất là tốt. Và cái cách thứ ba nữa đó là chúng ta sử dụng cái nước ép tỏi để chữa viêm âm đạo nhé. Chúng ta sử dụng nước ép tỏi để vệ sinh cái vùng kín, cũng như là đây là một cách được các chị em áp dụng và cách thực hiện thì khá là đơn giản. Chúng ta sẽ chuẩn bị khoảng tầm 4 đến 5 nhánh tỏi sống này và 1 lít nước sạch, và chúng ta sẽ bóc cái củ tỏi, bóc cái vỏ này, làm sạch vỏ sống, sau đó chúng ta xay nhuyễn này. Chúng ta lấy nước ép tỏi và đã làm sạch, là cái tỏi chúng ta đã làm sạch đấy ạ. Chúng ta lấy cái nước cốt của nước ép tỏi đấy và 1 lít nước chúng ta đun sôi này. Sau đấy chúng ta để nguội và còn hơi ấm ấm thì chúng ta sẽ hòa tan cái nước cốt tỏi với 1 lít nước sạch còn ấm đấy, và chúng ta dùng để vệ sinh vùng kín hàng ngày. Chúng ta sẽ pha loãng ngày 2 lần. Sau đó thì chúng ta sẽ lau khô sạch sẽ và để vùng kín được thoáng sạch nhé các chị nhé. Trị viêm âm đạo bằng tỏi, khi mà chúng ta sử dụng cách đó là cái cách thứ tư đó, chúng ta sẽ dùng xông hơi vùng kín. Xông hơi vùng kín bằng các cái thảo dược thiên nhiên thì được rất là nhiều chị em sử dụng, trong đó không thể thiếu đến cái việc là chúng ta xông hơi bằng tỏi. Và chị em có thể thực hiện bằng các cái phương pháp sau đây ạ. Chúng ta sử dụng khoảng tầm 3 củ tỏi sống còn tươi, và chúng ta dùng 1 lít nước và một cái chậu sạch, chúng ta bóc vỏ làm sạch củ tỏi và giã.